Xin kính chào quý vị và các bạn. Buổi chiều ngày 27 tháng 6 năm 2024, chiều nay thì có 1, 2, 3, có 4 đồng chí lên đường. Đây là đài sáp combo đen QT90W. Chào mừng hôm nay kênh YouTube đạt trên 20.000 người đăng ký. Mình cung cấp với một mức thóc 550.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Có tặng một cuộn băng cassette nhá. Đấy. Đã được một người thượng đế có cái bụng tốt ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã trần văn chốt. Đây là mã số của đơn hàng. Trân trọng cảm ơn ngài thượng đế có cái bụng tốt ở Bắc Ninh. Sáp QT90W đã lên được. Xin thưa với lại các thượng đế. Đây là combo băng cassette vừa rồi lên sóng, 16 cuộn băng cassette có một mức tóc 250.000 đồng. Địa chỉ tới huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây là mã số của đơn hàng. Trân trọng cảm ơn ngài. Còn đây là băng cassette, địa chỉ tới huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Đây là mã số của đơn hàng. Trân trọng cảm ơn ngài. Và đây, băng cassette, địa chỉ tới huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Trân trọng cảm ơn ngài. Điểm danh Hải Dương có, Hưng Yên có, Tuyên Quang có, Bắc Ninh có. Bây giờ mình dừng video ở đây cho nó đẹp. Thân ái chào tạm biệt. Merci beaucoup.